tìm tớ dành cho người khác rồi. Quá. Nên giờ tớ không có tiền. Ừ, tớ không không cần ý, mà tớ chỉ cần màu vàng thôi cậu ạ. Kệ cậu. Ui, số 10. Ui, 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 mic thế nào đây? Ui, dồi ôi. Ông là bão đây. Thế mic thế nào bão thế nhờ? Thế mic bão thật sự đấy. Ôi trời, đã có bổ nông rồi. Ôi ôi, mất bảo, mất bảo. Bảo à? Bảo thế. Đâu, em put to talk vào sao bảo được? Không không, mất bảo. Ơi, chơi chim bồ câu không nhỉ? Không. Không, 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 không. Chim bồ câu với cả... bom, đặt bom. Không đặt bom vui mà mọi người. Kiểu xem ai nhanh tay hơn ý. Đấy. Kiểu khéo léo, khéo léo ấy. Không vui. Random thì được chơi. Anh không ra, tôi không chơi được đặt bom. Ừ, mà không biết chơi mình đấy không vui cái tay à? Không phải, đông, mấy em bị rè luôn chính ạ. Anh Khôi. Sao lại chê anh Khôi thế nhỉ? Anh Khôi. Không, tao ra ra. Em tưởng anh báo thủ. Anh lại báo thủ. Ôi, mà có khi thấy gọi anh Khôi là chú ý. Tao chưa đến lượt để chọn đây này. Anh đã ra số bao nhiêu? Anh Khôi số 17. À, anh Khôi, anh Khôi, anh Khôi. Tao, tao số 14, tao số 14. Ok, tao đi. Đứng chỗ... À, đây có người, tưởng không có ai giật cả mình. Thằng này, à, thằng này vừa đi từ đây ra, mày làm nhiệm vụ gì đây? Mày đứng ở anh chọc con dao để anh giết đi em chạy đây. Mày đứng trông cho anh chọc chọc xác ấy. Anh không nghĩ em là vịt à? Ê thằng này. Ê anh ơi, thằng Mai quyết định nó chạy bên ngoài kìa anh. Rồi xong xong, cái gì? Anh chọc lâu thế. Xong rồi. Anh chọc lâu thế. Ok, mẹ thì chọc thì phải lâu chứ. Bởi vì mày biết thì sao không? Tao đợi xem mày có giết tao không. Tại vì sao? Từ từ. Tao có chức năng. Tao có chức năng nha, tao có chức năng đấy nha. Bí mật đấy. Từ từ. Em cũng có chức năng. Đây ra đây, ra đây, anh ra đây. Đứng ở đây mới an toàn thì mày đứng chỗ đấy tắt đèn chết mẹ mất. Mày đứng đây mới có đèn này. Đi ra đây để em chui cái tủ cái. Đi ra đây em chui cái tủ cái. Đâu? Ừ, anh nói đi. Ok, nha, anh tin thôi, anh tin mày. Ok, anh tin mày. Biết thế được rồi nha. Nhưng mà em chưa tin anh. Anh chọc cái đi con vịt đấy hơi lâu nhá. Tao đợi xem mày có giết tao không. Ừ. Đông người quá. Mọi người ơi, tôi biết một con vịt rồi, tôi biết một con vịt rồi. Đâu? Ai đây? Thắng cả rồi. Ai đây? Có một người chết, có một người chết. Ai chết? Đâu chết đâu. Ok. Đâu. Con vịt cho anh. Chém con vịt chính ơi. Ôi anh cánh không bị nốt rồi. Chết rồi. Đâu rồi. Chém con vịt cho anh, Chính ơi. Chém con vịt cho anh. Hello anh, lâu ca gặp. Stream với anh nhé. Một dạo vậy, này nè. E bận quá. Màu đỏ ra sao? Anh chào Silas nha, hello em. Thank you em. Hello. Màu đỏ. Ê, thám tử. Thôi đầu màu vàng. Kìa anh Khôi chết rồi, anh Khôi vừa đi chung mà. Đúng rồi, mà anh Khôi chạy trước nhá. Anh Khôi bị nuốt rồi. Anh Khôi bị nuốt rồi. Có bộ nông trong đám đấy rồi. Ồ, đấy đông người lắm thế luôn. Màu vàng là tôi đọc hai người chết. Rẻ thế nhở? Bị bộ nông nút thì không biết nhá. Ủa, mít ai vậy? Mất mít ai máu thế? Mất mít ai ghê vậy? Từ lên mất lại đi, cho đỡ ồn. Alo. Alo. Vịt à? Vịt hai chân à? Không. Chân rồi. Không. Rồi. Nhưng mà vàng đấy mọi người. Vót màu vàng. Sao lại là tôi? Tôi tin ông. Màu đỏ. Thám tử soi. Màu đỏ. Màu đỏ soi. Quậy. Quậy. Ông ơi, ông thám tử ơi, tôi cũng lên ít vãi biểu này, mọi người đều thấy zone của tôi mà. Ủa, nhưng mà Dada sao? Ờ ha. Có Dada không đấu mà. Ừ ha. Nhưng mà không làm nhiệm vụ nhanh được. Ok hả? Xong đấu chưa xong đâu. Ừ ha, nhưng mà ông ngồi vàng im lặng thế nhở? Ờ, nhờ. Thôi, không sao, chơi Dada. Thôi, game mới. Đúng. Game mới. Game mới thôi. Không sao biết, không sao biết. Sợ gì. Cho anh Khôi chơi. Mẹ em cày thế. Thế nên ông chơi ạ, thế cứ tạo phòng là chết thôi. Sao lúc đó không chém nhờ? Ông vàng ông chạy theo tôi, ông dí tôi cả một đoạn. Ây, thật sự đấy. Ờ, anh chào Minh Vũ đẹp trai nhá, hello em.
Thì tôi đợi quân ra tôi chém liền mà, xong rồi tôi chạy. À, tao ra tuyển 15 người mới vào chơi với tao đây. Anh tao chơi bọn này nó toàn bị chết sớm thôi. Hết đâu chơi game. Quá chứ. Cay thật sự chứ. Em muốn chơi đâu. Em chưa được chơi đâu. Thế. Em vừa chém xong đi mà tao là tao còn là vì tao không không chém một ai luôn mà tao còn bị chết thì mày có thấy cay không? Thì một lông luôn anh mà. Em là kẻ báo thù mới, em chưa kịp báo thù ai đây này. Quá chi là ưng luôn. Ủa anh coi bị ai nốt vậy? Vịt hai chân, vịt hai chân. Quân vịt. Ai chết đi nhỏ. Quá. Ơ, em Thuyết à? Anh chào em Thuyết cao bằng nhá. Từ từ này. Từ 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 từ. Em sao vừa nãy ai đuổi theo mình? Em Thuyết ủng hộ 10.000 đồng. Vừa nãy á, làm gì có ai đuổi đâu. Tại sao? Có 3 người mà. Tại sao ông kia nhận là thám tử nhỏ? Tôi đi với Elsa nè. Tôi đi với Elsa nè. Tôi thấy có một cái áo xác, cái xác ở chỗ hầm ngục. Mà đấy vừa nãy là tôi với Elsa với ông Neti á. Ông Neti kìa, ông ấy cũng chạy theo đấy. Sao rồi sao? Có một cái xác ở đấy. Xác màu xanh. Nói chung là tôi khoanh vùng được ở Việt Ca này với cả ông Chin Hao Trang này. Anh toàn hẹo thôi lì à, cay thế. Thế còn ông Celok, Celok Gen kia kìa, ông ấy chết rồi. Khi nào chơi FIFA E ủng hộ 5 lần thôi. Bây giờ ra Ronaldo. Thôi, xin lát này thôi. Thằng đứng nhá. Thôi. Khi nào anh chơi sự kiện, anh có FC anh sẽ tự chơi. Còn Trung Quốc khỏi thầy đồng này. Không cần phải donate đâu. Trời ơi, anh cảm ơn em nhá. Tôi là người Canada nha, tôi chết là biết nhá. Tôi là tinh linh nhá. Tôi là dân phòng. Ông nào nhận tinh linh đấy? Còn tôi còn súng. Ai có súng nhỉ? Tôi là tinh linh. Vợ giết bà ông. Chín áo trắng là gì? Gọi là họ giết cả. Tôi là tinh linh. Ông, tôi bảo ông, tôi thấy ông Mai quyết định là ông ấy hay đi lẻ lắm mọi người ạ. Tôi vô đồng đấy. Ồ hình như là làm như có tên lên ta. Quan trọng với cái làng ấy nhá. Ông nào? Thế à? Thế ông ra chém tinh linh ra mà ông. Giết ông Booker đi. Ờ, kẻ đình mò đây giết gì mà. Không, tôi số 14 tôi có kẻ đình mò nhưng mà tôi không chọn nữa. Ai trời ơi. Rồi. Cay thế giờ mình mới làm được hai nhiệm vụ cái trước kịp bắn thù ai, trước kịp giết ai. Tắm rửa xong xứ bát cơm lên chơi vệt thì con lợn kia nó nuốt em vào bụng luôn anh coi ạ. Mày mày để lộ luôn cho nó đúng không? Vâng. Cái là một tội ác. Mày chết là đúng rồi. Em đi mọi người rất là đông nhá, tự nhiên nuốt em luôn, không hiểu sao. Mọi người không thấy luôn. Nuốt thì không thấy. Kiểu hơi không thấy rồi. Em đứng trước mặt mọi người luôn mà không ai thấy. Ờ, anh cảm ơn Vũ nhá, cảm ơn em. Sao lại nghe lời con gái vậy? Trời ơi. Lại cứng lên như em Hưng nè. Hát sát, hận đàn bà mẹ. Tại sao lại đi bới cơm nhờ? Bới cơm để ăn. Việc chuẩn bị nuốt rồi. Chơi xong đi rồi anh. Ông không nuốt được đâu. Anh ở không biết là chỉnh cho tiếng anh nó... Tiếng của anh xuống ở đâu đâu? Đấy, thôi bị nốt rồi, đa bị nốt rồi. Anh không tự chỉnh được cái tiếng của mình xuống đâu. Đấy, chỉ chỉnh được tiếng người chơi thôi em ạ. Đấy. Đây là mic cho anh để bình thường rồi đấy. Ông bảo gì? Ông Mai quyết định hoặc là ông xanh. Ô xanh nước biển, chắc chắn. Ông bảo gì? Ủa sao lại giết tôi? Sao lại giết tôi? Tôi thay đồng. Từ từ. Tôi thay đồng. Từ từ, vì hai chân đứng đây. Vì hai chân đứng đây. Từ từ. Tôi có súng, từ từ. Bây giờ tôi chém nha. Quá tôi vẫn gì nhỉ? Sao con kia xuống clip vậy anh vậy? Ai chém đây? Ông thấy ở đâu đấy? Ông thấy ở đâu? Anh chỉnh giáo sở stream ạ, anh chỉnh giáo sở stream vậy thì, là vì hai chân là một nóng rồi. Thì là mọi người cũng bị ảnh hưởng. Thế vì hai chân là gì? Khoan đã, từ. Alo. Rồi bây giờ. Alo. Cái làng này. Alo. Mai quyết định có lại. Alo. Nhưng mà Mai quyết định là chém. Khoan từ từ, nhưng mà ai vừa chém cái ông màu xanh nước biển đấy? Mai quyết định. Ờ thế cho đi thôi. Định là gì? Cái ông màu xanh lá cây chưa bị nôn na kìa. Đã bảo có súng rồi thì ui giời, thì cho đi đi. Cây chưa bị đôn ra là chỉ có vịt hai chân thôi. Bây giờ không giám sát, giờ ra đôn luôn, không ra đôn là giết nè.
tôi cảnh sát trưởng luôn chém trước mặt mọi người mà. Ơ thế ông Quốc khờ. Ông Quốc khờ cái gì? Tôi là kẻ rình mò mà. Bây giờ ok nhá, giờ tôi hiến xác tôi luôn. Ê, tôi có thông tin nhá, tại vì có một vịt chết rồi. Tôi là kỹ sư, tôi không thấy màu đỏ. Vịt hai chân. Người đó tí chết là mấy nhỉ? Người đó tí chết là mấy? Người đó tí chết là mấy? Từ nhưng mà bảo là gì, bảo là gì? Ui, thời gian nói chuyện, thời gian ấy lâu quá, à ngắn quá, quên. Rung chuông luôn. Tôi hết chuông rồi. Vịt hai chân đi, vịt hai chân giết người á. Tôi nút chuông, còn nóng rồi. Cái tay chân mic bị dè em ạ, phải cho bé, không cho to được. Tôi nghĩ là chém ông Quốc khờ trước đi. Chém đi rồi, trừ hai đấy. Đây này, cho em xem này. Trời ơi, quá buồn. Trời ơi, rau đầu chết hai con vịt luôn ạ. Thế mình muốn chém người xong. Sao tôi thế? Bởi vì cái bạn vừa nãy chỉ có ông hoặc Elsa đi thôi. Alo, mic tôi bé hơn chưa? Alo, mic tôi bé hơn chưa? Hả? Mà cứ định ngồi hai chân, vịt hai chân. Vịt tu lét, vịt tu lét. Ôi giời. Sớm nhỉ. Trời ơi. Ổn đã. Ơi. Con bồ nông này. Mày nuốt tao đầu tiên, mày kêu cho tao chơi. À. Con bồ nông lộ liễu này. Trời ơi, nuốt trước mặt mình luôn à. Mày đang đứng bị nó nuốt luôn bây giờ. Không, thề không được chơi game luôn mà. Máy em mình rau đầu chết hai con vịt ạ. Chơi cái gì nữa? Rau đầu chết hai con vịt. Em có thể nuốt, em đến hơn 6 người, 7 người rồi đấy. Anh em nghỉ đây. Bây giờ tôi kêu là vịt hai chân là bồ nông rồi. Ai nghỉ đây? Em test nghỉ đây. À mày chết sớm, mày cay mày đúng không? Tôi đã bảo rồi, hai cái sai nó sẽ thành một cái đúng. À thế được, thế thì nghỉ luôn để tao kích mày ra luôn. Ok. Run. Oh no. Em à, cộng 1 đi. Cộng 1 đi. Ai con run lên này. Vì thầy sẽ nói dối như sao? Đúng rồi, con nghiện vịt. Tự nhiên bị đổ thành bồ nông chứ. Nhưng không chọn vịt là đấy là kiểu hết rồi ấy. Cộng 1. Ông ấy, em cũng muốn là bồ nông đâu mọi người. Thôi. Em chỉ muốn làm nông thôi. Em vào lại không anh ơi? Không. Tao mic bẻ ngoài này. Anh vào trong thì dè thế. Không phải là gì lắm đâu. Thử lại em phải tin tôi. Tôi lê ghít như cái tên vậy. Anh sẽ không mà tin em nữa. Thì có ra anh tin em đâu. Mà em biết ngay mà anh Khôn định chờ cô nào chém em. Đâu điên à. Tao định lấy niềm tin của mày. Anh chọc cái anh chọc ít con vịt lâu quá. Ồ lại là người anh em à. Đâu nói lại được nào. Chưa anh ơi, đỡ hơn chưa? Đâu he nói lại nào. Alo, thế mày là cảnh sát trưởng mày. Alo. Con vịt cả định ạ. Ủa sao mày nói không tên mít người sáng kìa. Chưa bắn mày đấy. Alo anh ơi. Đấy là bị em thao túng tâm lý ấy. Trật tự. Alo. Trật tự. Chết để đấy. Trật tự chút nữa. Alo nghe rõ không anh ơi? Đâu mày đứng đâu ấy? Em đứng đây cạnh anh này. Nghe rõ không anh? Tao không thấy mic mày sáng mà vẫn thấy nói nhở? Em phút thoát anh ơi. Phút thoát. À không anh cũng phút thoát mà. À mic Discord, tắt mic Discord đi. Tắt mic Discord đi. Rồi nói thử nào. Alo. Alo. Vẫn tiếng rè nhở? Alo. Vẫn tiếng rè à? Có, em có nghe thấy rè đâu. Cứ thật dâu. Không, đỡ rồi anh ơi, đỡ rồi. Em không nghe rè. Đỡ nhiều rồi. Mày vào... Đỡ nhiều rồi. Để to quá. Vào âm thanh cho mày để lộ lại xuống 0. Bây giờ 15 rồi, bây giờ mà mình tìm thêm người chơi là tới 8 giờ luôn. Độ nhạy xuống 5 anh xem nào. Mày để cái khuếch đại xuống 0 để độ nhạy xuống 5 anh xem nào. Có cái âm thanh ấy. Mic Discord của em rất ok nhá. Nhưng mà mic vịt này thì nó lại cứ bị rè. Alo được chưa anh ơi, để không anh ơi. Ôi, rè thiệt. Rè nhẹ thôi. Rè hơn. Ủa, sao tôi lại nghe không thấy rè nhỉ? Tôi cũng không nghe thấy gì rè. Không nghe không thấy rè, hay là do tùy mạng này. Có rè nhá. Có rè mà. Có rè. Có rè đấy. Em, chắc mọi người xài... Em để cái thiết bị xem để đúng cái mic của mình chưa? Đánh chấm nghe. Lại nhở, bình thường chơi không rè anh ạ. Xin lỗi đen nhá. Nhưng mà rè. Để bút tôi thoát đi. Để bút tôi thoát nhá. Tôi thoát rồi đấy. Được rồi, không quá to đâu. Phải cần thất trưởng á. Này.
Bé thôi, bé thôi. Messi. Ngon luôn, số 1. Ronaldo. Cái này anh số 7, anh số 7. Cái gì ám sát rồi. Ôi, anh Khôi ám sát rồi, anh Khôi ám sát rồi. Anh Khôi ám sát rồi. Anh Khôi ám sát rồi. Hai bán rồi. Anh Khôi bồ đông, anh Khôi bồ đông, anh Khôi bồ đông. Đông muốn cặc. Việt bồ đông đấy. Thật kìa anh. Ui, ám sát tàng linh. Vậy là đúng rồi. Ui, gián điệp. Gián điệp nữa. Cái giọng đấy là đúng rồi. Bồ bồ, bồ bồ rồi. Nó dư anh Khôi thể đâu. Bồ bồ cầm bồ. Ôi, đây là vừa nghe lén vừa mách lẻo luôn này. Thế... Nhìn này này, nhìn uy tín thế này. Tao bảo tao số 7 đúng không? Uy tín thế. Uy tín kìa, uy tín. Không, không phải anh nhá, không phải anh, không phải anh số 7, người khác là không phải anh đâu. Ôi, mọi người là uy tín dữ chưa? Mọi người nhìn thấy số 8 chưa? Chưa. Mọi người nhìn số 8 đi, mọi người biết đấy không, là ai không, đấy. Không, anh không tin em. Không tin là Rambo. Em có lừa rồi, ai mà lừa đâu, em cũng qua mệt rồi. Đủ lắm mới được ván là bổ đồng phải không? Bú 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 bú. Ở kìa. Ở gì đây, ở kìa. Cấp. Canada không nhỉ? Anh em nói. Ồ, mẹ vừa nói xong qua Canada luôn. Dạo này game có cái vụ mà đa đa tam đấu luôn á. Tam đấu là như nào? Tam đấu. Làm gì có? Tam đấu. Tam đấu ra làm gì? Mẹ là có người người báo thù à? Uy tín. Có. Không có tam đấu. Uy tín chưa? Nhạc tướng tử. Ôi sợ làm gì cắt cây cắt cỏ đấy. Cuộc đời cho thêm đẹp đấy đúng không? Tội gì. Quyền mập dạng trong thật du côn qua đầu nhỏ đầu đi. Anh nhau khắc sợ lãng. Quen bùi dân. Làm nhiệm vụ dễ. Ủa, thật sự đấy. Ủa, cái chân ra, mở chân đi. Y tín nha, nó sắp bắn luôn nè. Thì thay con. Bạn đi lêu. À, uy tín, tôi đi mình này. Tôi đi mình mà làm nhiệm vụ, chả được gì phải đi với ai. Anh uy tín đi một mình á. Ừ, uy tín đi mình, sợ gì phải đi đâu. Sao lại uy tín lại đi một mình nhỉ? Không hiểu, không hiểu. Bởi vì anh chết phát là mọi người cũng sẽ gọi là hóng hớt được, phải không? Ờ, hóa ra anh quan trọng thế ạ. Anh quan trọng chứ, anh đi mình thôi. Gián điệp đúng không? Anh là con gián điệp đúng không? Chúng mày cứ đi theo tao gì? À, hóng hớt thì chỉ có gián điệp thôi. Mày cứ đi theo tao gì? Đi theo để theo dõi. Thấy anh có động cơ gì cái là xử ngay. Ô, vừa thấy đứng đây mà đâu hết rồi? À đây, vẫn có đứa. Ôi, vịt. Vịt cái thịt đi, vịt. Mày vịt đi. Bà chọn thế mà sai ạ, thề. Mẹ đi đéo đâu hết rồi nhở? Mẹ đi đéo đâu nhở? Đúng luôn, em đã tìm được hai con vịt. Wow. Thằng màu cam với thằng màu vàng. Thằng Quốc Khờ với thằng Hùng AK, tại vì nó chưa được tủ giống như em. Thằng Quốc Khờ chưa được tủ giống như em sắp chết rồi. Ôi, thằng Quốc Khờ chết đi. Ồ. Đúng rồi. Bắt được luôn thằng màu cam với thằng màu vàng. Nói gì đi Quốc Khờ. Đây nhá, tôi nhá, tôi chọn trọng nhiên, tôi ra có hai câu, em theo phe ngắm được chưa? Nhưng mà lúc ấy tôi đang khám sát giờ sao? Cái gì theo phe? Không thật. Chưa khám xong. Quốc Khờ bảo là, bây giờ tôi lại tin, tại vì nó chạy lên xong thì hai thằng bị nó bảo là vui vãi cả bìm. Ồ. Không, nhưng mà có hai xác, một xác ở trên phòng. Ở lúc ấy tôi đang khám sát giờ, tôi chưa kịp khám xong. Thằng bảo đấy, nó bị chém kìa. Chưa kịp khám sát xong. Em chắc chắn là hai thằng bị nó chém luôn. Vô ui, mẹ trúng luôn ạ, đỉnh nhờ. Uầy, mở cửa ra cho đi với. À đây, cửa mở rồi.
kịp rút ai luôn đi. Ờ, mọi người để Hùng nói chuyện đi. Để Hùng nói chuyện đi. Nè, nãy nhá là em với Quốc đi từ hầm ngục đi xuống phòng tò mò tới tụ đồ. Xong cái Quốc kêu Hưng ơi mày là gì. Xong cái em không đổ rôn. Xong cái Quốc kêu là Quốc là dân phòng. Cái em kêu vui vãi cá biều. Xong em chạy từ tụ đồ em chạy xuống kho. Em chạy từ tụ đồ hành xương. Để nó Quốc, nếu thế Quốc như tên của Quốc luôn. Quốc khờ. Thứ nhất là Quốc không. Xong cái em chạy lên hành xương. Em đứng đó, mũi rung chung thì nói dân phòng không xương là thủ. Nhưng mà sao cậu không phải là vịt ấy thì Hùng nó giết cậu rồi, à Quốc nó giết cậu rồi. Thôi đằng nào em cũng bị vốt, em nhận chức năng đi, em cũng đi thôi. Đúng không? Chức năng gì? Ừ. Thôi bắn bừa phát đi. Bắn bừa đi. Thôi bắn bừa đi, bắn bừa đi. Bắn bừa đi. Thôi rồi, tao vốt mày trước. Nào cũng chết rồi. Tao vốt mày trước, em cũng vốt nó trước, em cũng vốt nó trước. Thôi cứ mọi người cứ vốt em đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Bắn được, làm sao bắn được mà. Tao cảnh sát trưởng này, bắn tao đi. Ôi, có chim, tối phát đi ra. Ba vịt hay sao nhỉ? Chính xác nhỉ? Ba vịt. Quá mồ. Ba vịt một con đông. Kiếp là. Nó nào đi chung phải đi chung mình mới cắn được, mới ăn được. Nó nào đi chung là toàn đi lẻ thôi. Đấy, toàn đứng đây một mình để ăn đéo ai. Ừ, đang đợi quân đảo không? Ôi thằng chào đó đang đợi cú đao nhớ. Ê nó quét nó quét. Ôi tôi anh xin chúng mày, xin chúng mày. Thôi các em ơi thôi anh xin. Ui ôi. À vẫn chúng mày à? Rồi. Bây giờ nhá. Đốt lửa xong rồi anh ơi. Bây giờ nhá. Ê ba anh em mình có vẻ là tin nhau được đấy. Ừ. Đây chỉ có ba người đúng không? Bây giờ em là người Canada. Em ở trên. À là biết rồi. Biết ok, ai ok. Còn em ra luôn này, em là có đạn. Rồi, ok luôn. Đấy. Ê chúng mày có cần biết thông tin. Còn anh thì sao? Chúng mày có cần biết thông tin của tao không? Có hết chứ anh. Nhưng mà tao nói ra chúng mày có tin không? Dạ. Sao im lặng thế? Alo, nghe không? Alo. Alo, nghe không? Nghe thôi. Con đồ chết. Từ đông rồi. Người sẽ đi ra ngoài. Anh cảm ơn xin lát nhá. Với người. Ôi, cảm ơn em rất nhiều. Thank you em. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Cho bé quay vậy. Dạo này kiếm ăn đờ xia. Cảm ơn em. Anh quyết định đâu rồi? Đợi tao cảm ơn donate. Vừa thấy ở trên kia xong hả? Cảm ơn em rất nhiều nhá. Thank you xin lát. Không đi đâu, không tiêu rồi. Thank you xin lát bro. Bây giờ còn ai vậy? Đe đe xong đéo đúng không nhỉ? Còn báo chết xong rồi. Từ nếu như mà chính xác thì mình mới chỉ giết được 2 vịt đúng không? Tức là vẫn còn 1 vịt. 1 vịt và 1 đồ nông. 1 vịt 1 đồ nông. Đồng đồ nông. Với cả đa đa xong đấu đúng không? Đi nhặt chuông đi. Đây thằng Gen nhặt rồi. Để nhau ra đi. Né ra. Nào, anh Khôi á. Anh Khôi có dấu hiệu nghi vấn này. Tao sợ chết, tao phải chui vào góc, tao đứng. Không, tao thịt chúng mày lâu rồi. Anh tin em bắn hay không nhỉ? Từ, cho tao đập chuột đi. Anh đập đi, anh thông cho. Đập đi. Ui, cái gì đấy? Ok. Cái gì nghe đi. Đi. Mọi người, em có chức năng em không bấm cắp được nha. Yes, sir. Thôi, nhưng mà mọi người thấy ra cho vịt nó chém đi chứ mọi người. Ừ mọi người tách vớt ra đi mọi người. Không. Đi chung không cho nó chém, đi chung không cho nó chém. Đi chung đi. Đi chung bộ đông nuốt sao? Nuốt thì biết ngay. Mấy cái gì mà bọn nó đi tao? Không biết đâu, nhưng bán trước em làm quay biết đâu. Xa mãi sao em nó lộ phải biết đấy. Thì đấy. Nhưng mà đi ra đi cho mọi người chơi chứ. Nhặt chuông, đâu chuông. Đi nhặt chuông. Chuông ở đâu, chuông đâu? Chuông trên này. Đây. À đây. Xong rồi. Nhưng mà đi chung vậy sao vịt này. Anh bảo là chỉ có hình như là tầm nhìn mà tốt thì chỉ có vịt với bổ lông tầm nhìn mới tốt đúng không? Ờ. Bổ lông thế đâu? Bổ lông bé lắm. Lại đóng cửa rồi nhá. Bé như không. Bổ lông nuốt được xa hơn. Bổ lông nuốt xa hơn. À, có sát. Cana. Rồi luôn. Lady and gentlemen. Cái Samantha đóng cửa vừa nãy là của vịt làm. Và em đã nhìn thấy. Và cậu em cùng cậu tôi tên Kun đi lên. Thì cậu Arak đi xuống và cậu chém chết cậu tên Kun luôn. Em chắc chắn đây là con vịt cuối cùng.
Adat à? Adat à? Adat à? Adat à? Có sau đấu, có sau đấu không? Lại chưa vẫn có Dada nha. Cái Samute ở bên trên chỉ có Adat thôi. Có Samute thì là vì tối. Mà lúc đấy đóng cửa anh ạ. Thế đúng rồi, thì đúng rồi. Xong đấu rồi hết rồi chứ. Không, Dada vẫn còn đấy. Dada vẫn còn, Dada và Dada xong đấu. Tại vì không phải đi Trung Quốc, không có Dada đâu, không có Dada đâu. Nhưng mà Dada xong đấu. Nhưng mà Dada xong đấu. Nếu mà đúng là dừng nạn. Nếu không rồi để tôi bắn cho tôi có đạn mà tôi dân phòng. Ủa? Từ từ. Bắn đi. Đúng rồi. Còn một cái nữa anh hỏi là cái đấu thì đến bây giờ này thì nó không bắn đâu. Còn một cái nữa là cái linh hồn, nếu mà linh hồn mà Saboteur thì mày có thấy không? Cái linh hồn nó đứng trên đây nó sao bơ không rồi. Không anh ơi, không cái cuối này là Adap à, có mà em thấy mà thế thì sao mày không để linh hồn Saboteur, mày lại Saboteur làm gì Adap à, mày cố tình đúng không? Linh hồn Saboteur mày em Saboteur làm gì đấy, đấy. Linh hồn Saboteur đúng không? Linh hồn mà Adap cho ơi. Tao bỏ qua để cho cảnh sát trưởng giết. Bỏ qua đi, để cảnh sát trưởng bắn thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Bắn cây kia là ba ga mà anh. Ai là ba gang? Ai là ba gang? Thanh là cây. Sao mày biết? Thanh là cây là ba gang. Tôi bảo mấy em. Ừ. Chưa trong người sao? Ờ. Tân hồn. Ai ba gang? Ai? Em là vịt. Sao nó biết đấy ba gang nhỉ? Ui. Mày cảnh sát trưởng không? Mày đi xử nó cho anh. Đi. Không. Anh em đi tìm. Phần trước mà phần này em khác rồi. Phần này em khác rồi. Dạ, thế ai cảnh sát trưởng đi xử nó? Không biết anh ơi. Không cần đâu anh ơi, vốt đúng rồi. Tại vì cái đường ở hành lang hang xương thì chỉ có mỗi đường đấy thôi. Nhưng mà tại sao không phải là mấy con linh hồn nó Saboteur, thằng đấy đứng Saboteur làm gì đúng không? Tại vì nó màu đỏ lắm, em thấy linh hồn thì làm sao em thấy được. Này, nhưng mà em ý anh là tại sao linh hồn bắn nhỉ? Ờ. Thì lúc đấy nó tự nhiên dùng, thì lúc đấy nó đỏ thì em thấy thôi. Còn những cái trước đều không đỏ anh ạ. Ừ. Nhưng mà tại sao không bị bắn nhỉ? Ừ, tại sao chả? Thì uy tín tạo nên thương hiệu, bắn làm gì cho lỗ. Không, mày càng uy tín càng phải bị bắn. Đây, càng đây, kia là chết rồi đấy. Chui lần nữa cho xem này. Chui, ai chui? Đây, chui thử mà. Chui thì em biết rồi, nhưng mà vịt chui được mà. Ừ, đúng. Đây. Sao lại không tin nhở? Anh, nhưng từ từ anh Khôi. Đi. Vừa nãy nếu mà thế đấy có ông này đi cùng ông Cun nữa, có khi nào ông này chém ra? Mai quyết định đi vào trong cái chỗ hang xương phải không? Đúng rồi. Ông Xanh đứng ở ngoài. Xong lúc đấy Saboteur đóng cửa một cái thì cái Saboteur nó ở ngay phía trên cùng của gần cái phòng đốt ấy. Đấy. Còn một đống rồi, còn một đống rồi. Còn nhát điểm không? Không xanh lá cây luôn. Này, anh Khôi ơi, bây giờ đi nhà chuông này. Ơ thằng Adak đâu? Adak chết rồi. Chết rồi anh, Niệm rồi, niệm rồi. Ô, ai giết bà đã niệm rồi. Ok chưa? Biết là chém rồi là được rồi, anh chỉ cần biết là biết là chém rồi. Mẹ à, tao với thằng Bái quyết định vẫn đang đứng cãi nhau, thấy thằng ấy đã chém rồi. Cậu Adak là sao? Từ từ. Cãi nhau vụ gì cơ? Với Mai quyết định với lại Enko là Mai quyết định bảo là Neat sao mà biết nhiều thế mà lại không bị bắn. Netaga. Ừ. Ừ. Ô vậy? Ờ, lại vote rồi. Ơ kìa, sao tự dưng ở cái chỗ trước cửa hầm ngục lên đi lên phía trên phòng thí nghiệm nó lại có một cái xác thế này. Đét bắn. Đá chết mà. Đá chết mà nên mới không có. Từ nãy rồi mà. Từ. Không, đấy là vịt. Không phải đá đá. Bởi vì không, đấy bảo là giết mà. Đấy xác của đá mà. Màu đen mà. Đi nhận đi. Màu đen. Không, đét. Không, đấy là của Adak. Bảo là vịt chết từ đầu rồi. Của Adak thì đúng rồi. Không. Bảo là vịt chết từ đầu rồi mà, trời ơi. Không rồi, đúng rồi. Anh không biết. Em không biết mọi người, tôi không biết cho nên là bây giờ em bảo bây giờ hết ám sát rồi mà tôi là người đi một mình. Tôi là vậy bây giờ là còn Mai quyết định với anh Khôi là gì chưa? Thằng thắng là tôi thầy đồng này. À đúng anh Khôi rồi. Là gì? Ai thầy đồng cơ? Anh Khôi là gì? Em. Ai thầy đồng? Mày á? Đúng rồi. Sao lúc đấy tôi đi với cả thằng Việt Ca nó bảo nó thầy đồng nhở? Không, thầy đồng từ đầu rồi. Ừ. Quyết định từ đầu rồi. Sao lại nhưng mà em nhưng mà em chứng minh được với mọi người rồi. Chứng minh đúng kiểu rồi. Gì? Không, chứng minh thì có chứng minh là chết mà anh. Được. Anh quan trọng là anh Khôi làm gì? Anh Khôi là gì? Anh là người báo thù. Ấy. À, đúng rồi, anh đi được rồi. Đi. Anh người báo thù. Chọn Khôi đi. Có lên chém không nhở? Anh cho đi luôn. Cho đi luôn. Tôi đổi luôn. Đổi luôn rồi một đấy.
Cái gì vậy? Sao vô tao? Không, okay. người báo thủ xuất hiện rồi. Anh không biết là em cái game này người rồi. Thầy bị death cũng nhận là người báo thủ này. Ok luôn, ok luôn. Ok, nếu mà chưa xong thì em khởi. Ơ kìa, hồi sau này. Ơ kìa, có mồn đâu. Ôi này. Người báo thủ, người báo thủ. Con bồn ông này. Con bồn ông chọn nhầm lên. Bồn ông mặt cháy. Đéo nuốt trường bạc Lào còn lại còn chết nữa. Cày thế nhở. Tao vịt ăn cháy với bồn ông nào ăn cháy. Hơi đen anh ạ, hơi đen. Anh phải bắn lại còn chui vào tủ nữa, vãi cả biểu thật. Ồ tính ra vừa thế anh bắn eo xa là tôi sẽ chơi với nhỉ. Anh bồn ông bắn nước cả. Anh bảo bắn nhưng mà có bắn đâu. Thế tự nhiên anh bắn hay mà. Bắn ông kỹ sư đi là dễ tôi rồi. Pha đó tôi không nhớ ông có là cái gì tôi đấy. Ủa gì? Đâu ông với chú tủ. Chú tủ là cái sư á. Cái sư. Rồi, bây giờ tôi không nhớ. Tại vì lúc đó tôi nghe hai ba người nói là. Bất kìa. Ủa sư. Chẳng trước là sao ngay. Sao chú mày biết tao ăn chay đấy? Ơ? Tuyên này chưa đi làm đấy. Được ai rồi á? Thấy ai chết đâu anh. Anh Khôi là số 3. Anh Tài đi chung rồi. Ui, anh có cần một khóa đào tạo vùng nông không? Ván cho em phải nuốt được 6-7 con đấy. Thôi. À, hay lắm. Chết nó nuốt gì. Em có cần đấy không? Em có cần đào tạo không? Em sẵn sàng đấy. Bạn mới rồi. Thôi, bây giờ... Anh không giúp anh rồi. Hết rồi ngon rồi. Hết rồi ngon rồi. Thấy chân đi với Khôi. Ơ kìa, hết rồi ngon rồi. Bây giờ là... Người báo thủ nữa chứ. Ơ khoan, không có ám sát đâu đấy mọi người. Đúng rồi, không có đâu, không có đâu. Ừ, ra. Câm lặng tăng hình nói là kẻ giết hàng loạt đấy. Trời ơi, nhìn là thấy rôn số 16 rồi đấy. Kẻ xong đấu rồi. Gì vậy, ai giành số 16 của tôi vậy? Số 16 này. Ờ, tôi 16 ơi. Ủa, tôi 16 ơi. Vịt hai chân này. Tôi số 17 rồi, tôi số 17 rồi. Đoán này. Đoán số 16 là gì này? Tôi 16 không có gì các bạn. 16 tôi lấy luôn. 16 đoán này. 16 ngẫu nhiên này. Nè, tôi chẳng ngẫu nhiên là tôi chẳng ngẫu nhiên. Ngẫu rồi. Chào thay đổi này. Cái thằng Hưng này chơi vịt gà toàn chọn vịt thôi. Và nào thì lăn ra chết. Hello. Ủa. Gì mà giật mình đấy. Đây. Cái gì? Anh mà. Anh mùa đông đúng không? Không. Tao mùa đông tao nuốt mày luôn nếu tự dưng tao hello mày làm gì hả? Đúng không? Đấy anh. Đây. Anh nuốt đi. Tao không phải mùa đông, tao không phải mùa đông. Nuốt phát đại hàng biết luôn. Ê cái thằng hai này mic vất rẻ này. Ok. À em xin mất luôn nha. Đa thì có xong đấu rồi nhưng mà bảo đi. Bảo fake drone. Không ám sát đâu, không sợ. Là sao? Ai? À không, bây giờ nha, Đa xong đấu chém thì thắng, bây giờ đã có một con chứ không sao. À. Mà bảo nó fake drone em. Hả? Bốt bảo đi. Oh. Ok. Vô đây. Vô đây. Bảo. À, đúng rồi. Đa bảo đó, là gì? Là sao tao vẫn không hiểu không lắm. Sợ. Từ, tao vẫn không hiểu lắm. Em bảo không hiểu. Em bảo sao? Đét bảo là bảo fake drone của Đét anh ạ. Mà đã bảo nó kêu bảo báo thù mà em là báo thù. Tôi có chức năng, tôi có chức năng, vote tôi là sai đấy. Thế... Vote tôi là không chơi được đâu. À, thế nếu phải còn một thằng cơ thì vote không sao. Tôi không cứ tôi không thích khai đấy nhưng mà tôi còn vote tôi là chơi thù đấy. Không được. Ok. Vote. Không khai thì vote. Thế là ra đấu. Thế là không khai à. Thằng bảo fake thằng đét, thằng đét fake thằng của thằng bảo. Bọn tôi không sợ bị không. Bảo fake đét. Em đối một không? Bảo fake đét, bảo fake đét. À ờ thế thì giết thằng bảo. Ừ, dễ nhở. Ồ, vịt nó thế. Đa hay vịt đi luôn. Dễ thật đấy. Sớm lúc dễ này, ra châu cũ, Hay quá. Bây giờ tin được thằng Dead đúng không? Tin được. Em tin Dead nữa, em là thám tử nhá. Bích mày như cứt thế hè. Uy tín luôn. Ra đi đây. Mai Bích mới nhá. Luôn à? Mai Bích mới nha, Mai Bích mới nha. Không phải trốn chui trốn lủi nữa. Tôi có sức mạnh rồi. Đặt tới ngươi. Ok. Đấy, mày phải đầu tư thế vào là mới đỉnh. Đây con đen đây, từ tao thấp. Thắp đi anh. Có người chết rồi. Ủa, người đừng báo. Rồi, từ thì bà quét bãi đâu được. Ai chết. Từ. Đừng báo. Ở đây có 5 người, số lẻ, an toàn. Thắp tử đi, số lẻ, an toàn mà.
Ở đây ba con vịt sao? Ôi nhưng mà lỡ nãy là con bồ năm đây ba con vịt thì sao ta? Mày toàn nghĩ đến những cái trường hợp nó xấu thế nhỉ? Anh nghĩ trường hợp nó đẹp đẹp tí mà. Ba vịt chém sẹt. Đi lên xem có sáng không? Đi đi đi. Ôi có sáng à nha, có sáng à, 2/16 rồi. Đâu đâu ở đâu? Đi tìm người. Ở đâu? Đi. Em biết, em chỉ biết 2/16 thôi. Đi. Đây. Check đi. Thám tử đâu rồi? Ủa nhưng mà vịt hai chân lúc ấy không thấy ai ở bên đây à? Vịt không giết nhá, vịt không giết. Ok rồi. Mọi người. Ok, nếu mà vịt nữa mà vịt thắng KR chết là vịt. Có thám tử không? Thám tử soi đi. Thám tử đâu? Soi ba người rồi. Ủa sao lại soi được tận đến ba người? Em soi này. Anh Khôi giết người này, Tiết đéo đâu mà giết. Anh Khôi á. Tiết đéo đâu. Khôi. Tiết đéo đâu. Đây đừng có đi gần tôi. Ok không phải. Ok thám tử đâu rồi. Đang soi hồi 20 giây cơ. Ủa sao mày soi được nhiều đấy? 23 giây. Trời ơi. Ok ạ. Thôi rồi, ấy luôn đi. Nhưng mà nói chung là để công bằng ấy thì như kiểu mọi khi em chơi ấy thì nếu mà có hai người cùng nhận một chức năng ấy thì phải kiểu đổi một một đấy, hiểu không? Mọi người ơi, em tin mic được không? Đết. Ừ. Từ á, em là gì á? Em soi được Netias vì hai chân với cả anh Lê Khôi là không giết trong round vừa rồi. Trời ơi, bọn mình đứng cùng nhau mà cậu ơi, mày đúng âm. Soi đúng ba người đứng cạnh nhau ạ. Soi những người đứng yên ở đấy làm gì? Tôi ba người đứng cạnh. Mày phải soi người trên chứ. Bị ấn không? Nó bị đè vào người thì... Ở thế pháp y lúc ấy có soi được ra xác là gì không? Dạ. Pháp y ơi. Nhưng mà... Đây! Pháp y này là pháp y bách. Soi được ra rồi, đứng cho riêng mình đây thôi. Không có pháp y đâu. Em bắt được không bồn ông rồi. Dead có thông tin luôn. Mà tắt điện rồi. Dead đứng ở phòng học. Thắng KR lúc mà cúp điện á là đi chung với Vika đi sau lưng em. Mà lúc mà Vika xuất hiện thì không thấy thắng KR ở đâu. Mặc dù cái đèn kế bên đó thì em quay lại thì không thấy xác của thắng KR, mà giờ thắng KR chết rồi. Giờ là Vika. Tôi nhận rôn rồi nhá. Vika là gì? Tôi cũng có thông tin là Adam lên lên lên. Không, linh á. Thế lúc cấp điện. Ồ, em có thể chứng minh được mà, Được. Để cho là chứng minh đi. Chứng minh ở phòng học đi. Okay. Mày quyết định ơi bạn. Em có điều muốn nói đấy cô à. Không, có điều muốn nói. Vào đây tao mạnh, đi theo tao. Trên dưới là được. Em có điều muốn nói, phải đi làm hiến tế bây giờ đấy. Vào đây tao có súng nha, Ơ tao bị gián điệp rồi. Tao nào gián điệp soi tao này. Cái gì mà có súng? Làm gì có gián điệp. Sao đứa nào vô địch đấy? Vô tao thì mày nói nhiều quá. Anh đi nhở. Anh bị một vốt này. Anh bị bột vốt nhá. Ui tí luôn đây. Đâu từ từ đâu. Anh là gì mà anh bảo anh có súng đấy? À. Anh là anh là gì mà có súng đấy? Anh à, tao nói thật với mày nhá. Chức năng của tao phế đéo chịu được. Tao là kẻ đeo bám. Đây là ví dụ là tao. Anh có súng. Ví dụ tao đeo bám thằng hai này. Rồi đấy mày đi tao đi tìm đeo. Tao mày xem. Rồi bây giờ tao đi theo tìm này. Chưa chết nha. Đây nó trong này. Anh không chứng minh được là đi luôn đấy nhá. Đấy, thấy chưa, được chưa? Được. Tao bảo tao uy tín mà lại... Thế sao anh hỏi anh có súng? Đi phải nói thế là tinh linh mà, tao là tinh linh mày, tinh linh kéo. Nói thế để chúng mày sợ. Ba, đông thế nhở? Đức mới là tinh linh đây. Cái gì? Cái gì? Mày chứng minh cho mà. À Đức đã. Đá gì ấy, tao tinh linh mày. Tinh linh chứng minh đấy, đá chứng minh này. Làm gì? Bây giờ chém thử thằng nào thế. Ê! Từ. Ai đập pháp bay. Bây giờ khỏi cần pháp bay đâu, thằng Hưng nó giết người trước mặt luôn. Nó xoẹt một cái nó te le luôn. Quá xong rồi. Ok. Bây giờ là cái cảnh sát trưởng chém nhầm hay sao chứ? Đúng không? Cái này là cảnh sát trưởng chém nhau mà. Cảnh sát trưởng chém nhầm mà. Đừng đang quay ra chết mà. Ok, tao thấy em xin mất một lần nữa. Quá. Ủa này cảnh sát trưởng chém nhau xong đang chết mà. Quá thế. Sao vội thế? Tôi soi đó. Lúc mà. Mọi người có kẻ giết người hàng loạt, có kẻ giết người hàng loạt nha. Bây giờ em xúc. Bây giờ
có thám tử không? Thám tử đi soi Hưng nè. Là biết là Hưng có phải là việc hay không. Nhưng mà soi nhưng mà Hưng soi nhưng mà không biết soi về soi tên vừa rồi cơ, bây giờ Sơn không được rồi. Em xin mic với. Nói đi. Nói đi. Em số 15, em nhận luôn, em là người giữ tiếng. Số 16 là thầy Đồng. Trong tôi là thầy Đồng. Trong cái role chọn đó có tinh linh nhưng mà em là 15 là người nổi tiếng, 16 là thầy Đồng, thì Vika thì sao lại có tinh linh? Ồ, Đa Đa có tinh linh nha. Ê Đa Đa rồi. Sao tôi biết được, sao tôi biết được? Ừ, còn chuyện Đa Đa ấy. Đa Đa. Ai, thế như cảnh sát trưởng chết rồi còn dân phòng không? Còn dân phòng chết. Cảnh sát trưởng chết rồi. Ai chém đấy. Nhưng mà sao anh khôi nhận là có sức mạnh? Thì tao bảo tao có sức mạnh để cho chúng mày sợ. Chúng mày không sợ à? Anh báo thù à? Không sợ, không sợ. Không ai sợ. Ê là sao rồi đéo nhận? Anh không báo thù. Anh cứ gọi báo thù. Không, anh không phải báo thù, anh không phải báo thù. Súng nước, súng nước. Ờ, toàn súng nước. Báo thù là thằng thằng ấy, thằng dễ. Em thấy cảnh thằng nào anh? Kém là dễ, thằng dễ. Dễ, dễ, dễ. Dễ là ai nhở? Mày đi. Dễ, dễ, dễ. À dễ, ừ dễ. Thằng hở dễ. Người ta dễ, ghét dễ. Đàng hoàng nghe tên đẹp thế mà cái gì? Ra phòng học đi, ra phòng học đi. Yes sir. Yes sir. Em giờ toàn đi chung cái này chém thế nào được. Thế à? Ờ, tin. Thế vấn đề không? Tin thì tin. Tin thì tin. Đi 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 chung đi chung. Đi ra phòng học bắn gì ca đứng bên này nè. Đây Vika bên này này. Ê từ từ để xem em làm gì. Đi. Soi đi, soi Vika, soi đi Vika. Ờ, Vika này, nó không có súng nữa mà. Nó có xác chết đâu mà soi, trời ơi. Phải có xác chết. Nhưng mà Vika là phải là tinh linh mà, tinh linh bay, tinh linh hồn đi. Có tinh linh mà. Đi phiêu hồn đấy, phiêu hồn đấy, thả diều đấy, thả diều đấy, thả hồn đấy. Từ từ ra, bây giờ ví dụ anh sang bên kia đứng, mày xem anh đứng ở cột nào nhá. Từ từ anh ơi, chỗ đây có chỗ hỏng, chỗ đây có chỗ hỏng. Anh nhìn thấy mà, anh phải đứng xa. Từ từ, hả, chỗ đây, thấy, chỗ đây, thấy, mà tôi... Hết đợi có đeo, để có đeo này, lên đây này, lên đây này, không hẳn. Cái anh phải nói cơ, chứ còn anh đi qua thì nói đơn giản lắm. Yeah. Anh phải nói câu gì cơ, tại vì nghe được mà. Ờ, thế nào test đi, bởi vì tao mồm to rồi. Nó không hiện tên nha, nó không hiện tên luôn nha. Ôi giời, đúng rồi, đúng. Đúng rồi, chém đúng rồi. Chém đúng rồi. Không. Cắm đi. What? Không có pháp y. Không có pháp y, có thám tử thôi, mà thám tử là Vika mà. Đâu, Việt ca là bảo là tinh linh, Việt ca nhận là tinh linh. Thám tử là anh em à. Ê, con vịt hai chân là làm loạn làng này, con này có vấn đề này. Không có tinh linh nhá. Không có tinh linh nhá mọi người. Em số 15 là người đó tiếng này, còn 16 là... Thôi kệ đi, đi làm nhiệm vụ nha. Đấy, 16 là tôi, thầy Đồng đây. Ừ, thì đấy, tôi số 15 người nổi tiếng này. Ủa thế bây giờ ở đây còn ai đang đi lẻ không nhở? Trời ơi, số 15 lộ ra. Còn bên quốc hợp với lại. Từ từ, thế thì báo thử xem có hai kia thằng nào chết không, để tao báo. Anh thấy có xác chết trên đường đi nhá. Không biết ai chém cả. Xem mà có những người khác ở đang ở đâu đấy. Đâu em coi được số người chết mà thôi. Ủa sao Nitty ảo rồi? Nitty chắc bị lag á. Xong rồi. Hay là Quốc Khờ đứng đâu ấy chả? Nhưng mà xác của ai rồi? Em đứng chung với Vé, em đứng ở phòng học. À, hai đứa chúng mày đứng đấy thôi đúng không? Rồi thằng Vé đứng đâu á? Vé đứng kia bên Quốc Khờ. Đúng rồi, hai người đang tâm sự mà. Thế thì thế đủ rồi, chả thiếu ai. Tâm sự của ai làm việc? Bây giờ còn Bù Đông thôi. Bây giờ còn Bù Đông á? Ấy nhưng mà không có ám sát đâu, mình lên rôn. Ừ, nhưng mà nãy có ai nhận có ai nhận là Canada chưa? Có rồi. Ai biết ai rồi. À? Chỉ cần biết là có được. Ai hỏi làm gì? Có rồi. Con vịt hai chân là Canada đấy. Nhưng mà từ, hôm nay có cái file của Quốc Cờ nó đang Hùng lên roll đi Hùng. Hả? Hùng lên roll đi Hùng. Tôi roll chả có chức năng gì hết, cầm vào chứ không có. Là roll gì nói rõ ra. Thế là gì? Này, có 1, cái 2, túi á à? Sao lại có cái túi à? Có cái túi à, rồi boss thùng giùm em thắng KR mới là có cái túi man. Ai mà vắt thắng KR? Thắng KR nhổ ba gan vậy sao? Rồi mọi người né thằng này ra đi, nãy kêu nó giết người không tin. Dạ sao KR mới là có túi mà. Alo à, thế thì thằng Dinat treo đó. Em né nó ra đi. Ờ làm gì còn có hết súng rồi. Ủa hết súng rồi. Saboteur đi cứu nó đi kìa, chết nó bây giờ.
Saboteur nhanh cứu nó. Tung chuông. Tao đứng xa ra, nó chém kìa, nó chạy đi. Nó chém kìa. Ôi. Cắn thôi. Trời ơi. Chạy đi. Đi tìm đồ ăn đi tìm đồ ăn. Chạy thôi, trời ơi, nó chém đây. À. Ô, thật may. Bú rồi. Thật may mắn bú đúng Canada. Bú rồi. Thế nhở? Bú. Còn gì nói Hùng ơi? Hùng ơi. Bạn kể tiếp theo đi bạn ơi. Hùng muốn nói là Hùng Tinh Hưng nha. Hưng ơi, kể vịt tiếp theo đi. Ơi. Hưng ơi, con. Ủa là còn mấy vịt? Giờ còn 4 năm thôi. Con vịt, hai con vịt kia phế. Không, thể con vịt được. Chắc chắn là chết một vịt thôi. Không biết con vịt kia hình như bị 4 năm nuốt rồi. Ôi, cho mày lượn đi. Vốt trước đi. Vốt trước đi. Từ xem có bỏ qua không là biết ngay con bồ nông hay không đúng không? Xem bỏ qua. Hai bỏ con, qua. Con bồ nông. Còn bồ lông. Đúng, còn một bồ lông và một vịt. Còn một bồ nông thôi. Coi bồ nông này. Nông con cực. Anh thôi là gì nhỉ? Thôi là gì? Tao chứng minh rồi. Ê nhỉ. Ôi. Hợp lý. Đây, tao lại chứng minh lại chúng mày này. Ok, hiện thế đi. Chứng minh là Saboteur à? Trời ơi, tiêu nào đây? Em đi đánh mà. Em, thám tử. Thám tử điều này. Chúc anh buổi tối vui vẻ, vừa đi làm về mở anh xem ngay. Ồ, anh cảm ơn Jin nhá, cảm ơn em. Thế nhanh đi. Ê, có người chết rồi. Hiện thế đi, hiện thế, nhanh đi hiện thế. Hiện thế đi đã. Nào. Ok. Bị nuốt rồi nha, có người bị nuốt rồi nha. 9/15 rồi nha. Sao biết? Ok. Thế cũng em mà thấy đâu mà. Tóc. Ồ, thế thôi ba anh em đi với nhau đây, ba anh em mình tin nhau đi với nhau đi. Đi. Em người tôi tính nha. Ok. Thôi à. Chó gì. Mọi người ơi, mình loại trừ ra vị trí mình đứng với nhau nha. Có cái xác ở phòng tò mò. Từ từ đánh xem bản đồ ấy mà. Phòng tò mò. Với Mai quyết định. Phòng tò mò là đoạn trên kia. Mai quyết định đang đứng với Dead này. Còn quốc cờ thôi. Anh đứng với cả Gen, Gen với cả thằng nào nhở? Côn. Thế Mai quyết định với quốc cờ. Không, Mai quyết định đứng với em. Mày có tin đúng với em. Thế thì còn mỗi quốc khờ thôi. Quốc khờ này chung với em lúc đầu. Tôi đứng ở phòng đốt mà. Phòng gì? Thôi. Phòng đốt. Thế tất cả mọi người đang đi làm nhiệm vụ để nhặt cái đồ ăn thì mày đứng phòng đốt làm gì? Năm bị đóng cửa. Ê, từ từ mọi người. Xin bất nha, bây giờ là còn bồ nông á, nếu mà bốt sai một người là bồ nông với vịt sau là dễ thắng lắm á nhỉ. Từ từ đét ơi, vừa nãy anh Khôi hay Cun đi sau nhỉ? Hay Cun đi cuối cùng nhỉ? Đi sau mà. Thôi. Tôi là thầy đóng. Tôi nhận là tôi là thầy đóng. Em đi vào đầu tiên nhá, em bị nhốt trong hầm nhá. Đúng rồi, màu xám đi trước, xong rồi đét, xong rồi tới toi, xong rồi tới. Đấy, sau nếu mà không đúng thì ghi bên Khôi nhá. Tao ghim tao mày điên à? Tao nhưng đứng cạnh thằng Côn với cả thằng Gen mà. Tao đi có bữa hai thằng này. Với Côn. Không thì vốt quốc cờ trước. Tao lại bắt đầu nghi mày, cho mày quyết định thì mày đẩy tao nhá, nghi mày nhá. Mày quyết định lấy gất, quốc cờ lấy gất mà. Quốc cờ nó nhận là gì nhở? Ông ngu quá. Quốc khờ nó đứng với em lúc ở phòng học mà nó là yes. Nó chém win rồi. Win này. Trời ơi. Kệ. Nếu mà quốc khờ win chết thì không win là nghĩ đến Khôi nhá. Quốc khờ nó win rồi. Sao vậy? Ui da la. Ui da la. Nó chém. Ui da la. Ơi. Thôi anh Khôi, làm gì anh Khôi? Thế mà để nó thắng quá à? Rồi này. Quá buồn. Nice game. Vẫn còn đa đà cơ. Tôi không có vốt luôn đấy. Nhưng mà để coi Hùng chưa bao giờ chơi game mà mới spoiler. Phất gồn đứt đi đâu đấy. Sao
thua nha. Fake, đã fake đỉnh như thế rồi vẫn thua. Cháu thì thắng KR. Cháu chẳng biết nốt là thấu luôn rồi đâu. À mấy con vịt phế thật sự đấy. Sao em không biết là sao? Bởi vì hôm nay em nút trong thùng mà thấy anh đi cuối cùng. Nếu mà đúng rồi. KR. Nó chạy xuống dưới mà.